chị tôi, chị nói lại năm nay chị nhiêu tuổi? 67. Trời ơi, coi chị của tôi nè. Tiếng trên này lên đâu? Trời đất ơi, 67 tuổi. Bà chị tôi 67 tuổi mà bận đồ nè, coi nè. Hấp dẫn chưa? Đi làm về, đi thẳng đến thằng bà đó mới về. Ồ vậy hả? Trời ơi, coi bận đồ nè. À, có mấy em mà hỏi chị Monica khỏe không, cho vài câu qua chị Monica. Khỏe. Mấy em thích chị Monica nói chuyện lắm. Ngày mai Cindy có dịp gặp chị Monica ở ngoài bạc Saint John. Cũng muốn lên trên phê tút mà nói mấy câu mấy đứa em, mấy đứa dân chơi ở ngoài San Jose. Nói sao chị nói đi rồi em quay lên thì chị nói đi. Chị nói là phải nói là cảnh sát San Jose nó rất là tội nghiệp. Dạ. Yeah. Tại vì mình sống trong đó mình biết thôi. Nhưng mà bây giờ mỗi ngày cứ hú toàn nó hâm nét làm phiền không à. À. Đấy, nhưng mà nó đâu có bỏ người nào, nhưng mà ở phạt thì nói thì tụi nó nghe. Dạ. Yeah. Nói bây giờ tụi tao này đi trước, tụi tao đi làm, tụi tao đóng thuế, thấy không? Tụi tao phải mướn cảnh sát. Chỉ có ốm đau bệnh tật mới đậu mẹ mày, tụi mày có quấn tụi tao thì tao mới kêu nó thôi. Còn tụi mày bây giờ mày cứ xì ke ma túy rồi uống bia uống rượu say xỉn cũng kêu nó, hở gì cũng kêu, mà từ ngày tao ra giờ thì đánh lộn không kêu thôi. Có tao đó thì không dám đánh lộn. Rồi nó phá phách đủ thứ, nó phá luôn cả cầu tiêu, rồi phá luôn cả nước, bây giờ đâu có nước uống. Rồi nó ban đêm á ha, ban ngày mình dẹp, ban đêm nó đổ hết ra ngoài hồi sáng đổ. Mẹ tao nói cái tao hỏi ai làm, nếu như mấy người không làm thì kể từ nay không còn phút gì ăn đấy. Các người nói chuyện kia tao nói bây giờ mày có dọn hết không? Tao bây giờ tao nội bộ từ đó đây tao mệt lắm rồi. Mà bây giờ cao thi là cũng không có, chứ không có người để mà dọn dẹp trong phạt của mày biết rồi. Chỉ có mình tao thôi, không biết tao làm nhà thờ, bây giờ tao bỏ đây tao làm. Cái nó cũng nghe lời, nó vô nó dẹp, tao nói không dẹp tao đuổi ra hết phạt, mày cũng biết chẳng rồi. Nhưng mà em phỏng vấn chị, tại sao một cái túi ở bụng mà một cái túi ở trên nách nữa là sao? Cái này hả? Ừ. Cái này để phone. À. Cái túi này là cái túi giặt kèo nữa, túi diệt kèo chứ, xin lỗi, diệt kèo. Để phone. Còn cái túi trên nách là gì? Này, trên nách người ta đi vô trong đó chơi, đi chơi về. Hôm nay để đi làm về để nguyên cái này. Ừ. Trời ơi, coi chị Monica nè mọi người, 67 tuổi hát. bận sọt, chơi với da. Chịu đời, chịu thói tháo thả không? Công nhận. Bởi tụi nó làm là trái, làm lỗi thì nó gác cảnh sát. Thế mình thấy cảnh sát mình làm hàng ngày, mình thấy khổ, tụi nó dễ sợ luôn. Đâu dám đụng vô. Đụng vô thì nói thế này thế kia. Còn mình thì mẹ mình là người dân thôi. Bây giờ tao dọn dẹp mà tụi mày phá ổ má cảnh sát trong đụng mày, còn tao quánh à? À quên nữa. À, con đưa cho bác hai trái thanh long đi. Thôi cho tí này. No rồi. Ăn đi. Không biết ăn. Please. Tao không biết ăn. Chứ biết ăn gì? Không ăn cái này cho lấy này. Chứ biết ăn gì? Thế mẹ nói là bây giờ ngoài đó không còn cho ăn, chỉ có người Việt mình cho. Thấy tụi nó ra nó cho đồ mình thấy tự hào, mình thấy vui vẻ. Nói chung nó cũng lẻ người Việt. Dạ. Mà khổ nhất mấy bà tàu gần bên cạnh bữa nay. Tao nói ok, bây giờ nếu mà tụi nó đánh các bà đấy, các bà chịu nha, bà cũng biết nó như thế nào rồi. Yeah. Bây giờ nhà ở ngay gần đây. Yeah. Có nhà, có đồ ăn, con người ta thì cả mấy ngày nay không có đồ, lâu mới tới. Yeah. Là cũng còn là tạ tự tụi nó. Người ta cho đồ ăn rồi, cái gánh lộn, cãi lộn rồi phá xe người ta cho đồ mà đập xe ven người ta. Rồi ông già, ông 92 tuổi, ông cà rìa nó cũng xô người ta chém té. Tôi có nghĩa là nó cứ thấy người ở chầu là nó xô đúng không? Nó quánh đúng không? Dạ. Mấy nãy cãi nhau vài phút, bởi hôm nay tao mới nói mấy bà tàu, tao nói mấy bà cứ vậy không thì chết rồi. Đấy, các bà cũng nghe lời. Nước thì người ta đang cho ăn nét đứng dài đó, còn bà đi thẳng vô bà không chấp hàng. Đi thẳng vô cái đầu ấy, kêu người ta đưa cho nước. Tao nói không, tao nói mấy người cho, tao nói không có đâu. Chừng nào mà hôm nét ra được hết cái đã. Dạ. Yeah. Thì mấy người nó cũng nghe, mấy người là Mỹ, người ta ở gần đây. Mình thấy mình nói nó đúng thôi, tao nói nó bò ghê quá à, ở Trần à, ăn khí thế. Không có, tại vì mình cũng là người Việt, cũng nằm trong cái số mà tụi nó cũng để đó thì mình dám nói thôi biết không. Dạ. Yeah.
Nói thẳng là bây giờ nếu trường hợp mà nó đánh mấy người là tôi không thể nào can thiệp được, kêu cảnh sát cũng chả làm gì được hết. Bây giờ cái đồ ăn đâu phải mang cho mấy bà đâu. Mấy bà đã có nhà có cửa rồi, bây giờ không có đâu, cũng có cái người già người ta cũng chó hòa đâu vô nhà thờ nấy. Quán ta nên nấu ta rinh như tận phạt mà đứng xếp hàng lấy này đi, lấy đâu phải lấy năm lấy hai ba lần đấy, rồi cũng không chịu xếp hàng, nó khổ vậy. Rồi tôi nhớ mặt rồi nó đánh thành sao? Nó thấy người mà người tàu thì biết rồi, thế không? Lúc nào cũng đẩy cái xe đi chợ rồi đội nón rồi mà đâu giống nét ra đấy, từ trước đến giờ rồi nó biết chứ, lúc này ít rồi. À có nghĩa là chị nói có những người không phải là homeless mà là người tàu. Người tàu ở nguyên cái dãy ngoài đó đó. Trời cái ơi. Đó đó, chứ đâu phải homeless. Vậy hả? Người ta nấu ta cho homeless rồi đi ra dành lấy chi cho tụi nó ghét trời. Ra mà không chết hàng đi thẳng lên đấy. Chị biết không, sao có rất là nhiều người nói Cindy chịu khó quay chị Monica, mà Cindy với chị Monica là rất là thân. Nhiều khi chị rất là thương Hot Boy, qua cho Hot Boy đồ hàng này. Xóm nữa, nhưng mà chị Monica là đi sáng sớm chiều tối mới về, mà muốn quay thì ra ngoài bạc gặp chị ngoài đó. Thứ bảy chủ nhật ngày mưa ngày nắng thì cũng có tao, bão cũng có tao ấy. Ra đó không phải là ra đó mà làm gì, mà ra không có ra nào đánh lộn. Đánh lộn đánh ghê lắm. Ngày hôm qua tao ra chơi trễ chút xíu là cái thằng kia nó lấy con dao nó rạch thằng kia, mà thằng nó chạy trốn, còn thằng bị cắt ấy thì đi đưa bệnh viện, không biết nó làm sao. Mình ra nếu thấy 4-5 cái xe cảnh sát ở đây nó hỏi nói mà thôi không bắt được thằng kia. Không mà nói chứ có chị Monica cũng đỡ, em thấy tụi nó biết sợ chị á. Nó cũng không phải nó sợ gì đâu, nhưng mà nó lẽ là cái chỗ mình lo cho nó. Từ điếu thuốc. Rồi lúc này đồ ăn nó có bao nhiêu. Rồi lo từng miếng ăn. Tại sao nó giảm chị? Người ta nản tao không cho nữa. Người ta sợ chứ mày nản. Tại vì nhiều đứa nó cùng điên điên. Rồi hút chị kia ma túy quá. Điên khùng. Đánh nhạo. Ta vô hàng nữa. Cứ xếp hàng trong đó mà đứa nào mà gầy đổn trong hàng con nó đi ra. Chị Monica ở ngoài đó là cái lộn quay lạo lớn tiếng rồi chị hỏi là tụi nó im. Có mình đến thì nó nói Monica thấy nhưng mà nói ngay mình chưa đánh gì nào. Chưa đánh gì nào. Không, tại vì nói chung mình cũng biết đề biết chuyện, chứ thật ra nó số đông nó cũng đâu ngán chị đúng không? Số đông không dám, nguyên một cái đám mễ ở ngoài đó, những cái đứa gọi là cũng phá phách nhất bây giờ tao điều khiển được nên là mày biết làm sao. Phá phách là điều khiển được. Làm cái đó cái đó. Không có chị cũng đỡ chứ. Tao cũng có nói với người tôi cứ nói mấy người làm ở đây tôi nói dùm cho. Nhưng mà trời có tối đâu đợi, trời có nắng đâu đợi nón trời. Hả? Trời có nắng rồi đợi nón, đợi suốt ngày vậy hả chị? Nón nào? Đó, nón đậu chị kìa. Cái này ta về ta mới đội đi, còn đội ở ngoài đó đội nón đó mà. Đúng rồi đó, cứ đi ra ngoài đó thấy cái nón lá nào nhấp vô là chị Monica. Mà bây giờ không có cái xe điện, đi bộ sáng, đi bộ ra, chiều đi bộ về. Hai nhân vật quan trọng, chị Monica vô tư nói chuyện, còn Hot Boy gì về vô. Vô tư ăn. Mấy này mình nghĩ thế này này, cho nên là mình mới thương tụi nó, biết không? Nó sinh đẻ ở đây mà nó không có cái gì. Nghiện ngập thuốc sách. Còn mình từ ở đâu đến đây. Con cái công ăn việc làm. Không đến nỗi cả người từ ở đâu tới đây mà con cái công ăn việc làm, mà hỏi thăm rồi cái nhẫn đang đeo, cái hộp xoàn thiệt hay giả vậy? Toàn bộ đồ giả. Đồ giả mà sao cười tươi thế? Cái này cũng giả luôn nè. Vậy hả? Đó, thấy không? Chị Monica hả, mà quýnh lộn mà lôi ra phan được á nha. Về lên đó thằng đeo chứ ra à, đeo nào. Công rồi lại hỏi Monica nè. Rồi mấy bữa nay cái cô bé mà bữa em gặp người Mỹ á, có hay ra thăm chị không? Nhỏ mà nó kêu chị mommy á. Có. Nhỏ dễ thương ha. Ngày nào nó cũng ở ngoài hay sao chị? Nó rất rèm, nó bị chốt rất rèm á. Cho nên là ban chủ nhật, thứ bảy chủ nhật thì nó ra được. Đấy, còn ban đêm thì phải đi đến đâu, đi đến 9 giờ, 7 giờ, 9 giờ thì phải về, từ cái chỗ tập trung đó ngủ. Vậy hả? Và
còn ban ngày thì bắt ngồi học. Ban ngày thì đi đâu cũng được hết, nhưng mà tối phải về. Bữa giờ có gì ngoại vui không? Thì cũng bình thường, cũng vui vui. Ngày hôm qua thứ bảy mấy người Việt Nam đó. Chị biết sao không? Mấy bữa nay em làm tiền tiếp được lắm, cho nên là hồi nãy em đi Costco em có mua bánh rít với lại bánh chip á. Ngày mai em cũng đem ra em gửi cho chị để cho mấy người đó. Mai mai em gặp chị chắc khoảng 11, 12 giờ ha. Em nghĩ vậy. Mai có đi đâu thì tới giờ đó về giùm em nha. Đâu tao đi đâu? Ở đó giờ đó là biết đâu được, nhiều khi chị đi vòng vòng đó đó. Không, ở đó không có đi. Ra đó là ở đó. Giờ đó là giờ ngồi uống một lon bia. Nó thoải mái. Cái anh chàng đẹp trai bữa mua luôn á ha. Cái anh chàng đẹp trai bữa mua cho chị luôn ha. Thì mình đưa tiền nó đi mua cho mình cho nó luôn. Có đệ tử vậy thôi, muốn gì nữa. Thì nó cũng hôm nát lắm khổ. Rồi ok, ngày mai em gặp chị. Thank you chị. Sáng mai đến 12 thì 12 giờ mới ra hả? Em nghĩ vậy, tại vì em phải chạy lòng vòng đi, đi lấy đồ á. Nên cái giờ đó thì em tới lúc nào thì chị cứ mở o kho đi. Ở đó hả? Dạ. Em kêu chị. Rồi thank you chị Monica. Mai thứ hai thì chắc không ai cho rồi. Dạ. Mấy tuần nay rồi. Ok. Mai em ra chị ha. Rồi thank you chị.